Mở đầu là tiết mục múa khúc hát dân ca mừng thọ đầu xuân do các hội viên người cao tuổi trình bày, kính mời quý vị đón xem. Kính thưa cả quý vị, trong mỗi chúng ta ai cũng có ông bà, cha mẹ, tổ tiên và quê hương làng xóm. Tình cảm của mỗi người con mỗi năm Tết đến xuân về càng làm cho chúng ta thêm nao nao nhớ về cội nguồn, nhớ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhân dịp này, xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức bài hát dân ca Nghệ An với tựa đề Khúc hát dân ca mừng thọ đầu xuân, sáng tác Phan Đăng Hải do ca sĩ Thúy Bình trình bày. Kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
bây giờ.